Tối 30, chuyện ngắn của Thạch Lam. Đến cửa buồng số 12, liền chuyển những đồ lề sang bên trái, cúi cằm xuống giữ cho chặt, còn tay phải vặn quả nắm. Những gói giấy chỉ trực chồng chành rơi, liền cất tiếng khàn khàn gọi: "Huệ ơi, Huệ!" Nàng tưởng sẽ thấy nét mặt vui vẻ của Huệ thò ra đón, vớ lấy các thức mua và hỏi: "Sao mày về chậm thế?" Nhưng trong phòng vẫn yên lặng. Liền mở cửa bước vào. Huệ đương cuộn chăn nằm ngủ trên giường, tóc xõa ra cả trên gối trắng. Vẻ lạnh lẽo của căn phòng đến ngay bao bọc lấy Liên, khiến cái vui trong lòng nàng mong manh hấp tấp. Liền để các gói xuống bàn, rũ bụi mưa trên áo, rồi vội vàng đánh thức bạn: "Dậy đi, Huệ!" Huệ ậm ừ mở mắt lờ đờ nhìn, rồi lại định quay mặt vào trong ngủ. Bực mình, liền tung chăn ra bên, vừa xốc Huệ lên vừa nói: "Gớm, ngủ cả ngày không biết chán." Huệ đã tỉnh hẳn, vươn vai ngáp rồi ngồi dậy, kéo chăn trùm lên vai. "Mày bảo chả ngủ thì làm gì?" Rồi nàng rùng mình: "Lạnh quá, kìa cô ả, vào không khép cửa lại, sao mà đi lâu thế?" Liền ra đóng cửa phòng, quay trở vào: "Tao phải chạy vội khắp các phố đấy, các hiệu đã sắp đóng cửa cả. Giá như nghe mày thì chả kịp mua bán gì, đành là nhịn đói ăn Tết." "Thì đã chết chưa, không ăn ngủ cũng được." Liền nhận thấy nét mặt mỏi mệt của bạn, nàng nhìn quanh căn phòng bẩn thỉu, dưới ánh ngọn đèn mờ lỏng chỏng các đồ đạc quen thuộc, cái giường hồng công cũ đồng han và dĩ sạm, cái bàn gỗ ẩm ướt ở góc tường, hai cái ghế long chân. Liền nghĩ đến sự trơ trọi của đời mình. Tết đến nơi rồi, Tết đến thăm nàng ở đây, trong cái buồng nhà xăm này, cũng như đến những nơi thơm tho đầm ấm. Nàng không muốn nghĩ vơ vẩn nữa, cái buồn ghê gớm chỉ trực kéo đến giày vò nàng. Liền vội cười lên. Nàng đến cạnh bàn dỡ các gói bọc giấy nhật trình buộc bằng dây cói, những thức ăn rẻ tiền mua hấp tấp ở các hiệu khách trước giờ đóng cửa đêm 30. "Nào, xem mày mua những gì nào." Huệ cũng trở dậy đến bên giúp Liên dỡ các gói và để thức ăn ra ngoài. "Lạp xưởng này, bánh chưng này, giò lụa lại cả gan kho nữa cơ à? Oai nhỉ, còn gói gì thế này? À, cam, tuyệt, cam này thì phải biết." Mấy quả cam đỏ lăn ra bàn, Huệ cầm một quả toan bóc, liền giằng lấy: "Con khỉ, ăn trước à, còn để cúng đấy chứ." "Ừ, thì để mà cúng, nhưng vàng hương đâu?" Liền đáp: "Chỉ có hương thôi, còn vàng không cần, tiền tiệm thôi cũng được." Huệ lặng im, tự dưng thoáng nghĩ đến thân thế lưu lạc của hai chị em, và lòng xe lại. Huệ nhìn bạn âu yếm, giờ chỉ còn Liên là người thân thiết với nàng. Xếp cái giấy gói sang một bên, liền quay lại bảo Huệ: "Chúng mình bày cỗ cúng đi chứ." "Bày làm quái gì vội, bây giờ mấy giờ rồi?" "Không biết, dễ gần 11 giờ rồi đấy, sửa soạn đi là vừa." Huệ không đáp, đi đến cửa sổ, tì chán vào cửa kính nhìn xuống đường. Mưa bụi vẫn bay tơi tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quán phố hẹp này. Trên vỉa hè ướt át và nhớp nháp bùn,
không một bóng người qua lại. Cái vắng lạnh như mênh mông ra tận đâu đâu ở khắp các phố Hà Nội đêm nay. Phải tưởng đến những căn nhà ấm cúng và sáng đèn, then cửa cài chặt, mọi người trong nhà đang tấp nập sửa soạn đón năm mới trong sự thân mật của gia đình. Chỉ có hai chị em nàng ra cửa, ra nhà, nhưng nàng còn nhà đâu nữa mà về. Mẹ chết rồi, cha đi lấy vợ khác không biết ở đâu. Đã 7-8 năm nay nàng không về đến làng. Những người quen thuộc còn ai không? Huệ nghĩ đến lại thương hại cho Liên, em họ nàng. Liên còn cha mẹ, nhưng Liên không dám về. Hai người sống cái đời trụy lạc ở Hà Nội từ lúc bỏ nhà ra đi. Hôm nay, ngày cuối năm sum họp, hai người ở căn buồng này, trong một cảnh ăn Tết lạnh lẽo. Huệ nhắm mắt lại, vì trong mưa bụi hay vì nàng khóc thật. Hình như có chút nước mắt vừa rơm rớm ở mi nàng. Huệ chớp khẽ rồi nhớ đến cuộc đời mình, lúc trẻ thơ, lúc còn con gái ở quê nhà. Một buổi sáng mồng một Tết, nàng không nhớ rõ là Tết năm nào, nhưng đã lâu lắm rồi thì phải. Nàng mặc áo mới, đứng trên thềm nhìn mấy bông hoa đào nở ở trước vườn. Tại sao nàng lại chỉ nhớ rõ có cái cảnh ấy? Huệ không biết, nàng chỉ mang máng cảm giác một sự gì trong mắt, tươi non, khác hẳn bây giờ. Tâm hồn Huệ u ám và nặng trĩu xuống. Bỗng Huệ giật mình quay lại, liền vỗ vai nàng cười. Nghĩ gì mà thành người ra thế? Phải vui vẻ lên một tí chứ, sắp giao thừa rồi đây này. Huệ theo Liên đi vào và gật đầu. Thôi, cũng đi, chị sửa soạn xong chưa? Trên chiếc bàn rửa mặt đầy vết bẩn, Liên đã đặt dĩa cam, cái bánh chưng và thép vàng. Mấy gói lạp xưởng và giò cũng để ngay bên. Các đồ cúng nghèo nàn bỗng bày lộ ra trước mắt hai người. Huệ tìm lấy thẻ hương. Nàng quay lại hỏi Liên, chị có mua gạo không? Có, gạo đây. Nhưng đổ vào cái gì bây giờ? Hai chị em nhìn quanh gian buồng nghĩ ngợi. Liên bỗng reo lên, đổ vào cái cốc này này. Phải đấy, rất là... Nàng im bặt dừng lại. Hình ảnh ô uế vừa đến trí nàng, cái cốc bẩn ở góc tường, mà cả đến những khách làng chơi cũng không thèm dừng đến. Nàng định dùng làm bát hương cúng tổ tiên. Liền cúi mặt xuống, rồi đưa mắt lên trông Huệ. Hai người thoáng nhìn nhau, nên biết rằng những ý nghĩ ấy cũng vừa mới đến trong trí bạn. Huệ cất tiếng nói trước, thản nhiên như không có gì. Hay cắm trên cái chai này? Không, cắm trên tường này cũng được, mày nghĩ? Liền không dám trả lời, sẽ gật đầu. Nàng đến cạnh giường, lật đệm lên lấy bao diêm. Nhưng giật mình, nàng quay lại, có tiếng người gõ cửa buồng. Ai đấy? Tôi, cô mở cửa cho tôi với. Hai chị em luống cuống nhìn các đồ cúng trên bàn. Hai người muốn cất dọn hết, nhưng chắc không kịp. Nhanh trí, Huệ đứng dựa bên bàn che khuất đi, trong lúc Liên ra mở cửa. Người bồi xăm ngó đầu vào. À, bác Tâm, hỏi gì thế? À, tôi gửi cô giữ hộ chiếc chìa khóa. Bác về đằng nhà bây giờ à? Anh bồi xăm tươi cười. Vâng, phải về ăn Tết chứ. Thôi, cô làm ơn trông hộ nhà nhé. Giờ này cũng chẳng có ai đến nữa mà sợ. Liền thấy đằng sau, tiếng Huệ đáp.
đêm nay thì còn ma nào đến, bác cứ về. Người bồi tấp bước đi, lại quay lại. À, chút nữa quên, tôi xin chúc mừng trước hai cô nhé. Chúc hai cô sang năm mới được. Người bồi ấp úng, không biết nói thêm gì, liền vội đỡ lời. Cảm ơn, rồi đóng cửa buồng lại. Một lát, tiếng cánh cổng sắt dưới nhà rít lên trong yên lặng lạnh lùng. Giờ chỉ còn hai chị em trong căn nhà. Gian buồng bỗng trở nên rộng rãi quá chừng, một cái lạnh thấm thía đến tâm hồn. Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối. Trong gian buồng ẩm ướt tăng thêm, Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật chung quanh, cái giường sắt lạnh đêm và gối hoen bẩn, cái thau rỉ, cái bô và cái bàn rửa mặt gỗ đã mọt. Đó là khung cảnh của cuộc đời trụy lạc đã từ lâu. Huệ đứng dậy hỏi bạn, để cho tan sự yên lặng. Chị đã thắp hương chưa? Liên cũng tự nhiên gọi Huệ là chị. Chưa, chị thắp đi, bao chim ở bên cạnh đĩa ấy. Khói hương lên thẳng rồi tỏa ra mùi thơm ngát, đem lại cho hai nàng kỷ niệm những ngày cúng giỗ ở nhà, khi hai chị em còn là những cô gái trong sạch và ngây thơ. Sắp đến 12 giờ rồi đấy Liên nhỉ? Có lẽ đến rồi, năm mới. Huệ đặt lại các đĩa trên bàn, xếp vàng cho ngay ngắn. Nàng quay lại bảo Liên, chị ra khấn đi. Liên tiến đến trước bàn thờ, đứng yên. Em biết khấn làm sao bây giờ? Nàng bỗng nấc lên, rung động cả vai rồi gục xuống ghế, tay ấp mặt. Những giọt nước mắt nóng chảy tràn mi mắt. Nàng không giữ được, Liên cảm thấy một nỗi tủi cực mênh mang tràn ngập cả người, một nỗi thương tiếc vô hạn. Tất cả thân thể nàng lướt hiện qua trước mắt với những ước mong tuổi trẻ, những thất vọng chán trường. Huệ nhìn Liên rồi nhẹ nhàng đến gần, buồn rầu vỗ vai bạn. Liên, khóc làm gì nữa, buồn lắm. Tiếng nàng cũng cảm động nghẹn ngào dưới bàn tay thân mật của bạn. Liên càng nức nở. Hai chị em giờ này cảm thấy trơ trọi quá, nên ngẩng mặt lên nhìn Huệ, cố gượng một nụ cười héo hắt. Chị cũng khóc đấy ư? Huệ gục xuống vai bạn, không trả lời. Nước mắt cũng ứ lên rồi lặng lẽ rào ra má. Nàng quàng tay ôm hết sức chặt lấy Liên. Tiếng pháo giao thừa bỗng nổ vang gần đấy, rồi từ nhà nọ sang nhà kia lan rộng mãi vào đêm tối. Liên nói sẽ thi thì thầm, giao thừa. Huệ không trả lời, hai chị em nép vào nhau yên lặng.